Sau khi chúng ta đã tập mảnh thử thành thạo, chúng ta sẽ chuyển sang tập đan gấu. Với đan gấu thì chúng ta thường đan về công thức là một lên một xuống hoặc là hai lên hai xuống. Vậy để vừa đan mũi lên vừa đan mũi xuống trên một dòng thì chúng ta làm như thế nào? Ví dụ hai mũi đầu chúng ta đan lên, mũi thứ hai, mũi thứ ba là đan xuống. Thì bình thường đan lên thì dây len sẽ ở phía bên ngoài, bây giờ chúng ta muốn chuyển sang đan xuống thì chúng ta phải ngoắc dây vào trong, đâm xuống. Mũi tiếp theo là đan lên, lại ngoằng dây ra ngoài. Cho dây vào trong, đan xuống. Cho dây ra ngoài, đan lên. Cứ như vậy cho đến hết dòng. Kết thúc của đan gấu sẽ là hai mũi lên. Tại sao chúng ta phải đan hai mũi bên ngoài là hai mũi lên? Để khi chúng ta đan áo thì hai mảnh khi ghép vào nhau thì cái phần khâu nó sẽ phẳng hơn. Tiếp tục quay về mặt trái. Quay về mặt trái, nếu các bạn nhìn chưa quen thì mũi xuống sẽ có gạch ngang như thế này, còn mũi lên thì sẽ có hình chữ V như thế này. Còn nếu các bạn chưa nhìn quen thì chúng ta có thể nhớ là hai mũi cuối vừa rồi là hai mũi lên, thì khi quay lại mặt trái hai mũi cuối sẽ phải là hai mũi xuống. Ngược lại, mặt trái bao giờ cũng ngược lại mặt phải. Bạn đan hai mũi đầu là hai mũi xuống này. Mũi tiếp theo là mũi lên, vì vậy dây đang ở bên trong chúng ta phải cho ra bên ngoài. Cho dây vào trong, đan mũi xuống. Cho dây ra ngoài, đan mũi lên. Đó, các bạn có nhìn thấy mũi có chữ V như thế này thì là mũi lên. Cho dây vào trong, mũi có cái gạch ngang như thế này thì là mũi xuống. Cứ như vậy cho đến hết dòng. Các bạn nhớ là hai mũi bên ngoài là ở mặt phải, hai mũi lên thì hai mũi cuối cùng ở mặt trái sẽ là hai mũi xuống.